What's up? Chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và review sơ qua một em bàn phím cơ nữa. Nhưng mà em bàn phím này khá là đặc biệt. Và nó sẽ đến từ cái hãng đó là Damosac. Đây, mã của nó sẽ là K3 Pro Damosac Numeric Keyboard. Đó, keyboard đấy. Ok, chúng ta xem thử con này có cái gì đặc biệt nhé. Let's go. Đầu tiên thì về cái cách đóng hộp, như các bạn thấy thì nó vẫn khá là màu mè của cái thằng Damosac. Damosac thì đây là một cái thương hiệu kiểu dạng như một thương hiệu con của thằng Motospeed, nhưng mà nó thiên về các cái sản phẩm của dòng cao cấp. Đó. Nhìn nó sẽ cái hộp nó sẽ kiểu màu mè như vậy. Sau khi mở hộp thì chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng được bọc ở trong một cái bịch ni lông khá là hay. Đây, nó sẽ có hướng dẫn cho chúng ta cách thay hot swap của bàn phím cơ luôn. Đây sẽ là tờ hướng dẫn của con Numpad này. Và lưu ý là các bạn cũng nên giữ lại cái cuốn sách này nhé, tại vì nó sẽ có rất là nhiều cái nút bấm phím tắt để chúng ta kết hợp để điều chỉnh cái con bàn phím này. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái sticker của Damosac. Rồi, ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy có chiếc bàn phím được bọc ở trong một cái túi chống sốc PE như thế này. Đó, cái này thích thì các bạn có thể giữ lại cái tấm này để mình móc, nhưng mà mình nghĩ với cái con này thì không cần thiết đâu. Rồi, chúng ta để sang một bên để tí nữa review sau. Ở ngoài ra phụ kiện tặng kèm thì chúng ta sẽ có thêm một cái switch buller, kim key buller khá là xịn sò. Một cái dongle, cái dongle này thì thường chúng ta dùng để nối dài cái USB receiver 2.4 ra để cho cái tín hiệu nhận nó sẽ tốt hơn, nó ít nhiễu hơn là sử dụng cái bình thường. Ở đây chúng ta sẽ có tặng kèm một cái dây cáp, mình nghĩ đây là một trong những cái dây cáp tặng kèm rất là xịn sò luôn. Chúng ta sẽ có một cái dây bọc dù chắc chắn có chống nhiễu, đầu tai C và đầu USB-A, hai đầu thì cũng đều được mạ vàng, nhìn rất là đẹp, nói chung cực kỳ chắc chắn và cứng cáp. Mặc dù cái con này sẽ là phiên bản không dây, cho nên là các bạn cũng không cần thiết phải có dây xịn lắm đâu, nhưng mà con này nó cũng được tặng kèm cho thì khá là ngon. Ok, quay trở lại với em bàn phím Numpad của chúng ta ngày hôm nay, mã của nó sẽ là K3 Pro. Thì ngày xưa mình có con K3 mình review rồi, thì con nó là bản thường thôi, đây là bản Pro. Với cái bản Pro này thì chúng ta sẽ thêm thử có những cái gì nâng cấp nhé. Đầu tiên về cái trọng lượng của nó, mình cầm lên thì cực kỳ là đầm luôn, rất là chắc chắn và đầm tay. Không biết là con này nó build như thế nào, chứ mình cầm lên thì nó nặng hơn hẳn so với những cái con Numpad mà mình đã từng cầm trên tay rồi. Và thứ hai là về cái ngoại hình của nó thì nhìn khá là cục mịch. Đó, nhìn nó cực kỳ hơi to đồ sộ một xíu. Và cái độ dày của nó cầm lên cũng khá là dày. Nhưng mà con này thì nó lại không có kickstand, không có cái nâng hạ độ cao. Tại vì cái vốn là cái độ dốc của nó cũng rất là dốc rồi. Ở mặt trước thì chúng ta thấy là cái thiết kế của nó sẽ có một số cái điểm nhấn, ví dụ như những cái keycap ở trên này. Thì sẽ có in hình Deadpool với lại hình Doctor Strange. Ở dưới này chúng ta sẽ có nút Enter cắt điệu một xíu với logo Damosac. Đó. Còn lại thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Cái đặc biệt tiếp theo nữa ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái núm xoay. Đây là cái mà mình thấy rất là nhiều người thích sử dụng và nó sẽ tích hợp luôn vào Numpad cực kỳ tiện luôn. Và cái núm xoay này cũng có một cái đặc biệt nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy một cái dấu X ở đây đúng không? Và chúng ta sẽ thấy được cái thiết kế của nó sẽ là kiểu có hoa văn họa tiết. Đây, hoa văn họa tiết nổi lên nhé, nổi khối luôn, sờ vào rất là nhám. Với những cái kiểu núm bặn như thế này thì chúng ta sẽ cầm có cảm giác nó không bị trơn và rất là dễ bặn. Và mỗi khi vặn thì chúng ta sẽ nghe cái tiếng lát tắt để mình hướng vào cái micro vào cho các bạn nghe rõ hơn. Đó, nghe rất là thích tai luôn và cũng có cảm giác khớp của nó rất là rõ ràng, cho nên mình xoay cái núm này mình thấy đánh giá cực kỳ là cao. Và nó sẽ còn có một cái bí mật nữa, tí nữa mình sẽ cùng show cho anh em xem. Ok, chúng ta sẽ xem thử về cái chất lượng keycap nhé. Em này thì có kích thước cũng thuộc dạng là khá là to so với những con Numpad khác rồi. Keycap của em này thì sẽ là keycap chuẩn MDA và nó sẽ được kiểu in die sub. Cái chất lượng thì nó cũng in rất là dày, đây, cực kỳ dày luôn. Và với đai súc thì các bạn sẽ không có cái chuyện xuyên led qua được rồi.
Đó. Và cái chuẩn MDA thì nó sẽ có hơi hướng rất là cong giống như là chuẩn OEM, nhưng mà cái phần mặt trên thì nó sẽ được làm bề ra, rộng ra một xíu cho cái phần tiếp diện nó sẽ nhiều hơn so với chuẩn OEM. Ở mặt đằng sau thì chúng ta sẽ thấy có cái sticker của hãng Damusac ở đây. Chúng ta sẽ có một cái khay để đựng receiver, do con này sử dụng 3 móc, tức là vừa có Bluetooth, vừa có receiver 2.4G mà vừa dùng dây luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ có sẵn một cái công tắc để chúng ta có thể chuyển qua lại giữa ba chế độ này. Ok, mình sẽ thử cái switch của con này xem sao nhé. Mình nổ ra một con cho các bạn coi. Em này sử dụng một cái switch mà mình cũng không biết là nó đến từ cái hãng nào. Cái chữ in trên cái switch này thì nó cũng khá là mờ, cho nên mình cũng không biết chính xác, hình như là Hueno hay sao đấy. Nhưng mà cái cảm giác bấm của nó thì cực kỳ mượt luôn, vừa nhẹ vừa mượt, kiểu dạng như là đã được lúp sẵn rồi, và cái dạng linear nữa. Và con này chắc chắn là đã được lúp rồi, mình có thấy dầu nó tràn ra ngoài luôn này. Đó, con này lúp cũng khá là dày đấy, nên dầu nó sẽ hơi tràn ra ngoài một xíu, và nó có cảm giác bấm siêu mượt, rất là mượt. Con switch này cũng chỉ có 3 chân thôi, có hỗ trợ led xuyên qua đây, 3 chân, không phải là dạng 5 chân. Và nó cũng sẽ có cái box ở chân switch. Và cái box này để mình xem thử coi nó sẽ có ít bị rung lắc không nhé. Ồ, công nhận là nó, cái switch của nó hầu như là không bị rung lắc luôn các bạn ạ, khá là tốt. Về cái phần mặt thì như các bạn thấy đây, nó mặt con này làm rất là ngon luôn. Nó sẽ có swap 5 chân, mặc dù sẽ là mặt ngược thôi, nhưng mà nó sẽ được hỗ trợ cả switch pad màu đen. Đó, cái switch pad là chính là cái lớp màu đen đen mà các bạn nhìn thấy. Và nó sẽ được lót foam đầy đủ. Ở phía dưới đáy thì hình như con này sẽ được lót silicone nữa. Step của con này thì hình như nó cũng dùng một cái step kiểu custom luôn, cũng màu khá là giống cái switch luôn. À, con switch này thì mình nhìn thấy rõ cái logo Hueno rồi này. Và chúng ta thấy được là nó cũng đã lúp step rồi. Và thực sự là cái step của con này làm khá là ổn nhé. Tí nữa mình sẽ sao test cho các bạn nghe sơ qua. Về cái step thì mình thấy nó cũng rất là chặt. Đó, không hề lung lắc luôn. Blade của em này thì là bằng blade bằng thép rồi. Ok, chúng ta sẽ sang cái phần led nhé. Đó, led của em này rất là đẹp đúng không? Led RGB luôn. Và chúng ta cũng có thể tùy chỉnh được rất là nhiều các cái chế độ đèn led bằng phần mềm, hoặc là dùng chỉnh tay cũng được, rất là đơn giản. Cái đặc biệt mà hồi nãy mình chỉ nó chính là cái núm này. Đó, chúng ta nhìn thấy led xuyên qua cái núm ở ngay chỗ cái dấu cộng đây. Thì cái dấu cộng này thì nó sẽ được làm trong suốt để led xuyên qua. Và cái con led đó nó nằm ở ngay chỗ cái núm vặn luôn. Đây, cái núm vặn này nó thiết kế rất là đặc biệt. Đó, nó sẽ làm kiểu trong suốt để cho cái núm vặn này nó xuyên led được qua cái dấu cộng ở giữa này. Nếu như mà bạn nào có thể custom được cái núm vặn này thành núm vặn resin thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Chúng ta có thể tùy chỉnh được nó thành những cái hình thù mà có thể xuyên led qua được, rất là ngon. Đây là một trong những cái điểm mà mình rất thích ở cái con núm bát này. Và nó cũng đặc biệt, hình như là không có xuất hiện ở bất kỳ con Numbat nào hết. Cũng như là phím cơ thì mình cũng thấy rất ít. Ok, bây giờ mình sẽ show cho anh em một số các cái chế độ đèn led mà em này đang sở hữu nhé. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang luôn, sang phần sound test. Ok, như vậy là mình đã vừa mới sao test sơ qua cho anh em nghe. Thì công nhận con này nó build quá là đỉnh rồi, cho nên là cái chất lượng từ các step, các nút đơn lẻ của nó đều quá là ngon luôn. Hầu như chúng ta không phải làm gì thêm hết, mình quá là hài lòng với lại những cái step như thế này. Đó, không hề có lọc sọc mà nghe âm thanh rất là nổ. Đấy, rất là đều tai. Nói chung về cái con này mình nghĩ nó thực sự là một cái con Numbat Preview quá đỉnh rồi, đỉnh của chóp trong tầm giá rồi. Bây giờ mình xem thử coi cái phần nội thất bên trong của nó sẽ như thế nào.
Ok, như vậy là mình đã tháo được con này ra rồi. Để mà bung được hết hoàn toàn con này ra thì công nhận nó cũng toát hết cả mồ hôi các bạn ạ. Mình cứ tưởng là chỉ có bốn con ốc này thôi, nhưng mà thực ra bốn con ốc nó chỉ để giữ cái top thôi. Còn muốn mở ra thì chúng ta sau khi cậy được cái top ra. Đây, top đây. Cái top của nó cũng làm cực kỳ ngon và chắc chắn luôn nha. Ảo thật đấy. Và chúng ta sẽ phải mở thêm rất là nhiều con ốc ở phía dưới cái plate này để chúng ta có thể mở được cái mặt nó ra. Đây. Đó. Ui rồi. Ủa khỉ thằng nào nhỉ? Rồi chúng ta có thể thấy đây. Ui dồi ôi, thật là ảo. Ở dưới chúng ta sẽ được đổ một cái lớp silicon. Quá ảo, lần đầu tiên mình thấy con Numpad mà nó chơi đổ silicon đáy luôn các bạn ạ. Quá kinh. Để mình mở cái dây pin ra đã. Ok, để cho các bạn nhìn thấy rõ hơn cái lớp silicon đáy nha. Đây, rất đỉnh. Chúng ta sẽ có một cục pin 1000 mAh. Ui dồi ôi, quá dã man. Với cục pin 1000 mAh này thì các bạn có thể đậu xăng nó chứ, quá ngon luôn đấy. Với 1000 mAh thì các bạn yên tâm là sử dụng rất là lâu dài, nếu như mà chúng ta không bật led nhé. Không bật led thì mình chưa chắc. Đây chúng ta sẽ có cái miếng 500 để dính cái receiver. Đó. Và cái cây của nó làm cũng cực kỳ chắc chắn, cái nhựa của nó làm khá là tốt. Cái nhựa này mình thấy cái nhựa kiểu nhám nhám sần sần và rất là cứng. Con này làm cái mặt khá là ngon. Và cái hot swap của nó sẽ là của thằng Z-Quick các bạn ạ. Ồ, thằng Z-Quick này thì trước đây mình cứ tưởng nó làm squid thôi, chứ bữa nay nó làm cả hoạt hot swap luôn. Và cái chân hot swap này mình thấy có một cái đặc điểm khá là lạ, đó là cái màu của nó sẽ hơi vàng một xíu. Tức là những cái chân tiếp xúc này này, nó sẽ hơi vàng, vàng đồng so với lại những cái con mà hot swap bình thường. Đó, không biết là nó có chất liệu có cao cấp hơn không, nhưng mà nhìn nó khá là lạ. Mặt của con này thiết kế cực kỳ dày đặc, và mặc dù như vậy thì nó làm đường mặt rất là đẹp luôn. Để chúng ta sẽ nhìn thấy cái lớp foam ở đây giữa mặt PCB và cái plate đó. Ok, như vậy là mình đã vừa mới đi review cũng như là mình đã mổ bụng xong MK3 Pro. Anh em nghĩ sao về bàn phím này, cứ cho cái ý kiến của mình vào phía dưới phần bình luận nhé. Còn riêng với mình thì đây là một con bàn phím cơ Numpad cực kỳ đáng giá, trong tầm giá chỉ có khoảng 900 ngàn thôi. Thì mình nghĩ từ 900 đến 1 triệu chắc cũng không có con Numpad nào mà có thể qua lại này. Tuy nhiên thì với một con Numpad thì giá nó cũng sẽ hơi đắt đối với những người không có nhu cầu, nhưng mà nó sẽ là rất hợp lý với những người mà đang sử dụng những cái con không dây layout 60 nhưng mà cần thêm một con Numpad để làm việc. Thì có lẽ đây là một trong những cái lựa chọn best trong tầm best rồi. Và đặc biệt cái chất lượng build của con này thì nó quá là ok luôn. Hầu như mình thấy cả tất cả những con bàn phím cơ thì stock thì có lẽ là ít có con nào mà có thể có chất lượng build ngon như thế này. Đây, đó, những stock này mình nói là nó vô đối trong tầm giá luôn rồi. Ngoài cái đấy ra thì mình có cái điểm nào mà mình nghĩ là nó là điểm yếu không nhỉ? Có lẽ là không các bạn ạ. Ngoài cái từ trừ cái giá của nó thì hơi đắt một xíu. Tuy nhiên cái đó thì cũng tùy nhu cầu thôi. Còn lại mình nghĩ đây là một con phím rất là ok trong tầm giá. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nha. Bye bye.